Hi, xin chào các anh chị. Chào mừng chị đã quay trở lại với cái video trong chuỗi series phân tích về tiềm năng tăng giá của thị trường bất động sản của Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Thì có rất nhiều anh chị đã nhắn tin inbox cho Hùng hỏi là thị trường bất động sản của Cam Lâm như dạo này như thế nào em? Chị thấy hiện tại đang truyền thông đang rất mạnh là về khu vực của Cam Lâm. Và để giúp cho anh chị hiểu rõ hơn về cái thị trường Cam Lâm, thì Hùng xin so sánh Cam Lâm với một khu vực có một cái vị thế tương đồng đến 90 tới 95% và đã từng sốt đất rất là mạnh mẽ, đó chính là thành phố Đà Nẵng, đúng không anh chị? Thì trên cái màn hình Hùng quay đây thì anh chị có thể là mình xem một nét tương đồng có vị trí về địa lý tự nhiên vô cùng là kỳ lạ, đúng không anh chị? Thứ nhất là chúng ta bên góc trái màn hình, đúng không anh chị? Góc trái màn hình đây chính là cái biển Đông. Thì phía trái của Cam Lâm đây cũng chính là cái biển Đông hay là vịnh Cam Ranh. Đây ở bên Đà Nẵng cũng là biển Đông. Thì Cam Lâm được ưu đãi là có 15 km bờ biển bãi dài nằm trong thuộc quần đảo của Vịnh Cam Ranh. Thì Vịnh Cam Ranh nó thuộc top là một trong 10 vịnh đẹp nhất của hành tinh, đúng không anh chị? Đây là một trong những tạp chí Forbes, là một tạp chí nổi tiếng được công nhận rồi. Và bên đó thì chúng ta thấy không ạ, ở giữa thành phố Đà Nẵng đó chính là con sông Hàn. Thì tương tự ở giữa của Cam Lâm đây chính là đầm Tuyên Triều. Thì Đà Nẵng được mệnh danh là một trong những thành phố là rất nhiều cầu, đúng không anh chị? Đây là Hùng sẽ vẽ những cây cầu bên Đà Nẵng cho anh chị hình dung. Đúng ạ. Đây. Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố của những con cầu mà. Đúng anh chị, một cầu này đó, cầu Xuân Phước này, cầu Lê Duẩn này, đây là cầu chỗ gần chỗ giáo xứ chính tòa Đà Nẵng này, cầu Trần Thị Lý đó, 4 cây này, rồi cầu chỗ quốc lộ 17 này, là 1, 2, 3, 5 cây cầu. Thì tương tự bên địa phận của huyện Cam Lâm, hiện tại thì như anh chị thấy, hiện tại để nối từ bờ đất liền bên phía của trung tâm chợ Cam Đức đi qua biển bãi dài thì hiện tại chúng ta chỉ mới có một cây cầu ngay chỗ trung tâm, đúng không ạ? Đó là cây cầu mới bắc ngang qua đầm Thủy Triều. Thì đi xa xa ra một tí là vô cái địa phận của ngay chỗ là gần vùng 4 hải quân, thì chúng ta sẽ có một cây cầu nữa, đó là cầu Long Hồ, đúng không anh chị? Thì hiện tại bắc qua thì chỉ có 2 cây cầu thôi. Thì trong tương lai sắp tới thì đầm Thủy Triều cũng sẽ có một cây cầu, đó là cây cầu Lê Lợi, đúng không anh chị? Cái cầu Lê Lợi này sẽ bắt kết nối từ nút giao giữa cao tốc đoạn Nha Trang Cam Lâm đi trực tiếp xuống đầm Thủy Triều và băng qua đại lộ Nguyễn Tất Thành. Thì yếu tố nào mà giúp cho huyện Cam Lâm hiện tại đang thu hút tất cả các nhà đầu tư ở trong nước và ngoài nước, những bộ phận Việt kiều đổ về đây sinh sống? Thứ nhất đó là về hai xu hướng đầu tư bất động sản ven biển, và cái thứ hai là bất động sản ven khu công nghiệp. Thì trong phạm vi đây Hùng sẽ chia sẻ nhấn mạnh về về cái bất động sản về nghỉ dưỡng, bất động sản xanh, đó là những cái khu vực như gần đầm, gần hồ, gần ven biển, tối mặt khí hậu có trong lành. Thì như anh chị được biết thì đầm Thủy Triều nằm trong cái quần thể khu du lịch là Bắc bán đảo Cam Ranh, là được nhà nước, được chính quyền của tỉnh, của huyện đã ưu hóa để phát triển về định hướng phát triển khu vực là của Cam Hải Đông và của cái thị trấn Cam Đức. Thì thị trấn Cam Đức được ví như là cái trái tim của huyện Cam Lâm rồi. Thì Cam Hải Đông thì nằm trong cái quần thể phát triển về du lịch, trong đó có hơn 15 km bờ biển bãi dài, là nơi tập trung hơn 45 resort bất động sản nghỉ dưỡng triệu đô, và hiện tại trong đó đã có hơn 10 cái dự án resort đã đi vào hoạt động, có thể kể đến như là Vinpearl Long Beach, Duyên Hà, Cam Ranh Riviera, Movenpick, Ken Paradise, Fusion, vân vân. Thì để mà sắp tới để những thu hút những nhà đầu tư sắp về đây đổ về kinh phí về đây đầu tư, thì đó là về một cái yếu tố tôi nhấn mạnh, đó là về cái sức bật về hạ tầng, đúng không anh chị? Thì một cái bất động sản không riêng gì của Cam Lâm, không riêng gì của Đà Nẵng, bất cứ một cái khu vực nào có sức bật hạ tầng thì cái giá trị bất động sản tại khu vực đó nó sẽ gia tăng rất là mạnh, đúng không anh chị? Thì chúng ta hay nghe nói cái câu là đời thay đổi khi đường đổi thay. Nếu như mà anh chị đầu tư một bất động sản mà hiện tại con đường nó chỉ có là 5 m, 10 m, nó quy hoạch 30 m, 40 m, hoặc hiện tại chỉ là một con đường đất tự nhiên đổ nhựa qua một phát mở rộng ra, thì giá trị bất động sản nhân 2, nhân 3 cho anh chị, đúng không? Thì để hiểu rõ, hiểu sâu hơn thì hiện tại Hùng sẽ chia sẻ cho anh chị một vài tuyến đường, một vài con đường trọng điểm nằm trong chiến lược định hướng phát triển của huyện Cam Lâm. Thứ nhất
là Hồng xin chia sẻ đó là cái con đường Đinh Tiên Hoàng. Thì con đường Đinh Tiên Hoàng là minh chứng rõ rệt nhất cho cái câu nói đời thay đổi khi đường đổi thay. Đã, có rất nhiều anh chị đã đổi đời nhờ vào cái con đường Đinh Tiên Hoàng này. Thì lộ trình của con đường Đinh Tiên Hoàng này á, dài tổng cộng là 7 km. Giai đoạn 1 á, đã hình thành và phát triển ngay từ cái nút giao cao tốc, ngay từ cái nút giao đại lộ Nguyễn Tất Thành lên với quốc lộ 1A là làm 3 km, đã mở rộng thành 40 km rồi, thành 40 m. Thì giai đoạn 2 thì sẽ mở rộng tiếp tiếp nối từ quốc lộ 1A đi lên nút đi lên nút gần với cái nút giao cao tốc đó, thì 4 km hoàn thành còn lại là nơi để phát triển. Thứ nhất, lý do vì sao con đường Đinh Tiên Hoàng giai đoạn 2 này phải hoàn thành, thứ nhất là bên cạnh đó có bến xe, đúng không anh chị? Thì Nha Trang có bến xe, Cam Ranh cũng đã có bến xe rồi, tuy nhiên bên cạnh đó thì Cam Lâm chưa có bến xe. Đó là một yếu tố. Yếu tố thứ hai thì hiện tại những nhà mà xây mới từ đầu năm trở lại đây, từ đầu năm 2020, 2021, thì khi những nhà xây mới thì hai bên đều phải thối lui là 15 mét để mở rộng con đường thành 40 mét. Cái yếu tố thứ ba thì ngay tại cái vị trí này, ngay đoạn đầu đường quốc lộ 1A thì cái trung tâm trạm y tế của huyện cũng đã là dời vào trong. Đây là một trong những minh chứng rõ rệt nhất. Và cái thứ tư thì bên cạnh đó thì anh chị cũng được biết thì bên để mà phát triển về bến xe thì không thể nào mà bến xe nằm gần những con đường nhỏ và hẹp được, đúng không anh chị? Thì tại vì dành cho những bến xe là nơi tập trung rất nhiều xe 16 chỗ, 30 chỗ, 50 chỗ, đúng không ạ? Đó là một trong 4 con đường chiến lược phát triển của huyện Cam Lâm, đó chính là con đường Văn Cao, con đường Lê Duẩn, con đường Lê Lợi và chính là con đường Đinh Tiên Hoàng đó. Và cái yếu tố thứ hai đó là về sự phát triển về con đường Lê Lợi. Thì con đường Lê Lợi là một con đường phát triển về tầm vĩ mô. Vì sao Hùng nói là tầm vĩ mô? Bởi vì con đường Lê Lợi là cái điểm nút giao giữa tuyến cao tốc Bắc Nam nối trực tiếp qua cái đầm Thổ Chiều. Tại vì trên đầm Thổ Chiều này sẽ xây dựng một cái cầu mới, đó là cái cầu Lê Lợi để phục vụ cho phát triển về du lịch, kết nối hạ tầng vào cái sân bay quốc tế Cam Ranh, đúng không anh chị? Thì mọi người hay nói vui là ở đâu đó có sân bay thì ở đó có cả thế giới. Tương tự, mặc dù là chỉ nghe thông tin làm sân bay thôi, nhưng mà một số khu vực phát triển sốt nóng cục bộ rất là mạnh, giống như là đơn cử như sân bay quốc tế Long Thành, đúng không ạ? Thì mặc dù đã có trên giấy cách đây hơn 20 năm rồi, nhưng mà đến giờ hiện tại vẫn còn đang sốt. Và trong trung tuần tháng 2 vừa rồi thì đặc biệt là khu vực sân bay tennis của Hấn Quảng, đúng không anh chị? Thì đó chỉ là một cái dự án nằm trên giấy thôi. Tuy nhiên bên cạnh đó thì đổ xô rất nhiều các nhà đầu tư, rất nhiều các bọc về đây. Thì Hùng nói sức mạnh của vấn đề và làm sân bay. Và cái thứ ba đó là những cái dự án phát triển trên đầm Thủy Triều là những chủ đầu tư lớn như là về Hưng Thịnh, như là về bên Vingroup. Thì mọi người biết rồi, Vingroup là một chủ đầu tư lớn và có uy tín ở không riêng gì Khánh Hòa mà trên cả nước. Thì bất cứ Vin đi đâu thì những cái bất động sản mà xung quanh Vin từ 1 tới 2 km thì đáp ứng đầy đủ giá trị gia tăng từ 2 tới 3 lần. Thì đôi khi chúng ta phải dùng những cái chiến thuật bao vây, đúng không ạ? Nếu như Vincom đặt ở đâu đó thì bất động sản xung quanh Vincom sẽ nhân 2 nhân 3. Thì Vin về đây Vin làm gì? Thứ nhất là sẽ có một cái bến du thuyền, cái thứ hai là một cái hòn đảo nhân tạo. Thì hiện tại về cái hệ sinh thái của Vin đang là cực kỳ tốt rồi. Thì Vin hiện tại đã là mở một cái resort Vinpearl Long Beach, thì sẽ khách hàng về đây vui chơi trong resort và có thêm những cái vui chơi giải trí mới như là bến du thuyền ở trên đầm Thủy Triều, có casino trên đầm Thủy Triều, đúng không ạ? Tại vì cái diện tích mặt nước của đầm Thủy Triều á rộng gấp 5 lần cái Hồ Tây lên chị. Thì anh chị được biết rồi, thì xung quanh cái giá đất mà xung quanh Hồ Tây, xung quanh Hồ Gươm đã gia tăng cỡ nào rồi, thì không riêng gì Hồ Tây mà xung quanh sông Hàn giá ít nhất là cũng trên dưới là 100 triệu rồi. Nếu như những anh chị nào mà đầu tư vào Đà Nẵng cái những cái thời điểm, những cái năm 2015, 2016 thì bây giờ đều sở hữu bất động sản là triệu đô hết rồi, đúng không anh chị? Thì đó là những cái ví dụ, những cái minh chứng về một cái ngách về bất động sản nghỉ dưỡng xung quanh cái đầm Thủy Triều thôi. Và những cái lợi thế, những cái yếu tố về tiềm năng và những chính sách mở của huyện Cam Lâm đang thu hút tất cả các nhà đầu tư về đây đầu tư để phát triển về dòng tiền, phát triển về nguồn vốn. Tại vì Cam Lâm là một huyện mới, mặc dù được hình thành chưa tới 20 năm, nhưng mà đã có những thành tựu phát triển vượt bậc. Thì kể từ năm 2007 đến bây giờ là năm 2021, chỉ mới có 14 năm thôi mà như anh chị được thấy thì hiện tại thì Cam Lâm là một là nơi được gọi là thủ phủ nghỉ dưỡng, đúng không ạ? Nằm giữa hai kinh đô nghỉ dưỡng, đó chính là
thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang. Đó chính là những cái ưu ái, những cái ưu điểm, những cái ưu thế của Cam Lâm để phát triển về ngành dịch vụ không khói, về dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, các khu resort vân vân. Thì Hùng hy vọng với những chia sẻ của Hùng đó thì giúp cho anh chị thêm được những cái dẫn chứng, giúp cho anh chị có thể là tự tin hơn khi anh chị mà đi tìm về đầu tư, về cơ hội, tìm cho mình một cái cơ hội nhân 2, nhân 3 dòng tiền vào cái mảnh đất hứa, đó là mảnh đất Cam Lâm, Khánh Hòa. Thì trên bản đồ bất động sản của Việt Nam thì Cam Lâm là nghe một tên rất là non đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà anh chị có thể tìm hiểu sâu thì Cam Lâm là nơi đặt chân đầy đủ dự án phát triển về bất động sản, về nghỉ dưỡng, tương tự giống như là Phan Thiết, tương tự như là FLC của Bình Định. Thì sắp tới xu hướng khoảng cỡ 2 đến 3 năm sau thôi thì Cam Lâm là một nơi điểm đến, là một nơi mà anh chị có muốn đặt chân đầu tư nữa thì cũng sẽ không còn kịp. Và ngay bây giờ thì anh chị hãy nhanh tay có thể là kết nối với Hùng qua số điện thoại 0909 318 349 thì Hùng có thể là chia sẻ những cái quy hoạch của về Cam Lâm. Hùng có thể là đưa anh chị đi tham quan về cái thị trường xung quanh của Cam Lâm như thế nào, vì sao nó lại đang hot đến như vậy nha. Và trong một lần nữa thì xin kính chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị.